4:30 họ không buôn luôn. Cái góc nhiều bàn quá nhỉ, em ngắm đây xong rồi phim sau đấy, ở góc này chéo qua góc này, biết rồi. Không đâu, mấy phía trước là ít lắm. Cả xanh với nó nhá, phim sau lên ra cho này anh bán. Vâng. Ra nắng đẹp rồi. Bàn này là bao tiền cây anh? Bàn anh bán 1.2 triệu. À, về như nhau hết được. Cái nào? Có cái này đắt hơn, có cái thôi thì đắt. Hay đấy nhỉ. Cuối rồi, đằng cuối này lâu lắm mới thấy nhiều cây đẹp. À, bây giờ về hết ở đây thì đằng kia không mở nữa đâu. Đằng này rộng. Chặt quá. Đằng này rộng. Chặt trội quá. Tốt vào đằng này rồi. Cứ như triển lãm này chết. Giống triển lãm. Đấy, bất ngờ đấy các bác. Bây giờ cuối chợ là đẹp hơn là trong chợ. Đi từ 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 từ. 1.2 triệu một cây. Bà. Không nghe là quất cây nhỉ. Chắc là cả thêm chắc tầm 1 triệu thôi. Đây là cuối chợ rồi. Đó, nhiều. Rất nhiều cây đẹp. Và kia từ từ ra. Đi chợ mà như đi triển lãm đấy các bạn. Đó. Đây gồm mình dành 9 triệu đúng không? Vừa mới hỏi xong. Từ buổi sáng. Mình dành 9 triệu. Các bác nha, 9 triệu đẹp. Đấy, một dành dành 9 triệu, nhìn thích luôn. Cứ từ từ mà quay đằng kia đông lắm. Còn hàng ký bây giờ là chợ là ngang với triển lãm chỉ còn hơn đấy, số quầy hơn mang từ đây mà ra thôi. Quả vừa thấy một cái bác buôn bán trong hội, bác đi đang xem quầy kìa, gọn cách nhìn từ hoa giấy nó là gọn cách. Chuyên bàn. Bàn này mùa đông đẹp. Bàn này mua đồ xe với nó. Gà lồng. Bọn phách. Tam đà bọn phách. Em nói mua được con xe đẹp quá. Một đẹp. Một 5.8. Bàn này đó. Nó lòng ngoằng lắm các bạn. Lòng ngoằng. Nhưng bàn mà không lòng ngoằng thì nó thả sổng nó rất là kinh. Buộc phải làm lòng ngoằng. Vàng rất là mềm, làm vàng rất là mềm. Có cái bàn chỗ này. Đây con này hay. Để ông lão ngồi cũng ngồi chi cờ thế này. Là một phiến đá thoại đây.
tiếp cái này hơi to hơi khô. Bác nào mà nay đi chợ phải giật mình đấy, sáng nay có chuyện mưa to mà bây giờ là nắng, không có thì cây cối lại thảm đạm ngay. Thực sự bất ngờ, phía trước ra đây nó đã nhiều cây đẹp, bên này nhiều hơn, như chỉ là chắc cách diệp, chắc cách diệp. Nhiều vàng quá. Cái rành hay quá nhỉ. Taxi này là bao nhiêu anh? Cái nào taxi bên này là 5,5 triệu. Bay về nè. Đúng rồi. Okay. Văn Giang lên anh. Hả? Văn Giang lên à? Anh Thái Bình. À Thái Bình à? Ồ. Thái Bình mà lên đến đây là hơi sớm đấy nhỉ? Nhà vườn Phạm Trương Thái Bình. Vườn Phạm Trương Thái Bình. Thành phố hả anh? À, thành phố đấy mình à? Không, gần luôn anh. Đằng này, dạo này đâu? Mấy hôm nay mới ra mà, cái ra đây là lại thấy anh này, không hiểu. Anh em mình cứ đi là động, cứ đi là động. Này về đây nó rộng. Đây này, này, phố luôn, phố cây. Chuyển hết ra đây là hợp lý đấy. Trong kia chật quá. À, này cái chật lắm, mà nó khỏe khó chịu. Chỗ để xe. Vì cái con này đúng là trung tâm là khu bán. Anh Phan này phải bán một cái con, tức là con này về. Trước ngày em công vào khu vực trong giữa sắt cái đầu bao anh đi anh đâu không phải của anh vẫn hòa hay là của dân tộc đó. Bên này chuyên hoa giấy, từ giấy tím đến giấy ta đến giấy mỹ. Cục này ghê chưa? Góc này là góc của hoa giấy.
sắc này cũng đẹp ấy. Cổ quái. Cây của mình anh. Những con hoa giấy như này thì bao nhiêu tiền cây anh? Đấy, con này. Con túc kia là bao nhiêu tiền này? Bảng lăng núi đá này. Này mà có cái chân nữa nhỉ. Kia thì ngang ngang lắm, chỉ có hút hút mắt tí thôi, thì nhất là hàng ở đây á, nó ổn định chậu rồi, chậu nó cũng mắt mắt, thứ hai là rêu riết sạch sẽ ngon lành rồi. Đó, không phải lôm côm như đất, mà nhìn nó bị ngợp, tay tán nó đầy đủ rồi, đó, đúng không? Sẽ tiếp tục ở kia.